Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ đồ thời Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý hàng đó là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ dài 2m17 rộng 75. Bức hoành phi này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng đó là anh Bắc anh ở phố Văn Cao, Hải Phòng. Anh là một khách buôn. Thì chúng tôi sẽ giao mộc cho anh. Chúng tôi sẽ gửi theo xe đi bến xe cầu giao Thì anh sẽ đoán hàng và lấy ở đó. Chúng tôi cũng được biết là phố Văn Cao cũng có rất nhiều các cái cửa hàng đồ gỗ và cũng muốn là nhập giá hoành phi câu đối tại xưởng đồ gỗ Hiền Lanh để được các cái giá gốc. Và cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh trong thời gian vừa qua cũng bàn giao và lắp đặt rất nhiều bức hoành phi như thế này có kích thước 1m97 hoặc 2m17 hoặc 2m37 chúng tôi đã bàn giao quý khách có thể vào trang chủ YouTube để xem thêm bức hoành phi này tôi xin nhắc lại kích thước đó là dài 2m17 rộng 75 và ván bên trong chúng tôi làm dài 3 phân thiết kế bên trong chúng tôi có một chiếc cuốn thư và chạm ba chữ Đức Lưu Quang đọc từ phải sang tôi cũng đã giải thích rất nhiều vì là chữ Hán Nôm nên chúng ta đọc từ bên phải sang bức hoành phi này được làm toàn bộ bằng chất liệu gỗ gụ lào tức là gỗ gụ chúng tôi nhập khẩu từ nước lào và khuôn tranh thì chúng tôi làm dày 7 phân cơ sở đồ gỗ hiền lanh có bán buôn bán lẻ các cái bức hoành phi hay cũng như là câu đối chúng tôi có thể cắt ra bán lẻ không như các cái cửa hàng họ hay bán theo bộ chúng tôi có bán lẻ quý khách muốn đặt hàng quý khách hãy đặt sớm để chúng tôi sẽ bàn giao trong cái dịp Tết uh, Nguyên đán 2021 sắp tới. Và quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Yên Lanh qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Quý khách hãy chụp màn hình lại gửi vào Zalo 0986 883349. thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách về đồ thờ thì chúng tôi nên khuyên quý khách đó là làm bằng chất liệu gỗ gụ hoặc gỗ mít ta, gỗ gõ đỏ thì chất liệu nó sẽ được bền. Gần đây chúng tôi cũng được biết cái nhu cầu của khách hàng mua sắm về hoành phi câu đối rất là nhiều nên chúng tôi sản xuất một tháng trung bình từ 100 tới 200 bộ như này để bàn giao tới tất cả các cái tỉnh nhập lẻ cũng như là nhập buôn số lượng lớn cho chúng tôi như Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội. Bắc Giang, Bắc Ninh rất nhiều. Quý khách có thể thấy các cái mẫu mã này ở đâu thì hãy nhớ ngay đến cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh làm ra. Chúng tôi giới thiệu rất nhiều các cái video clip trước. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh. Đồ gỗ Hiền Lanh cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại.